Thì Xu xin kính chào cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà mình đã quay trở lại cùng với kênh Thi Su Chu Du. Kính chúc cả nhà mình một buổi sáng nhiều niềm vui, hạnh phúc và bình an. Thi Su cùng với cả nhà mình đang đứng ở góc đường này là đường Trưng Nhị. Hôm nay Thi Su sẽ mời cả nhà đi dạo cùng với Thi Su vào một vài cái con hẻm nhỏ ở gần đường Trưng Nhị này. Nó sẽ là cặp cái mém bờ sông Cà Ti cả nhà mình. Xin gửi lời kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và bình an đến mọi người và mọi nhà. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn theo dõi kênh và đăng ký kênh ủng hộ Thi Su. Bây giờ là 7 giờ sáng của ngày 4 Tây tháng 7 năm 2024. Ở đây thì có một cái góc nhà Minh Thứ, nhà số 77, nhà này năm 1950, được xây dựng năm 1950. Thì thường là mấy bạn về Phan Thiết các bạn hay quay cái căn nhà này gọi là căn nhà cổ xưa nhất của Phan Thiết, giống như cái hình mũi tàu á. Ở đây họ bán tạp hóa cả nhà, chỗ này họ bán tạp hóa. Ngay góc này thì có một cái tiệm họ bán hủ tiếu rồi nè, này cũng ngon và hấp dẫn lắm, mọi người cũng hay thường hay ăn ở đây, quán bình dân vỉa hè thôi, cho em review nha, bình dân vỉa hè thôi cả nhà mình, nhưng mà rất là đông khách. Thì ở đây họ sẽ bán món bún măng vịt, rồi phở, hủ tiếu, mì Quảng, nhiều món. Bây giờ thì mình sẽ ghé thử coi ha, miếng vịt nè, hủ tiếu vịt nè, hủ tiếu xá xíu nè, đó ngon lắm luôn. Hủ tiếu xá xíu, hủ tiếu vịt. Đó, ngay góc này. Tôi vậy là bao nhiêu tiền á chị? Dạ 25. À 25 ngàn cả nhà. Đó, con 35. 35 phở 25. Đây là bán luôn tay luôn đó cả nhà. Dạ không cười cũng đẹp xinh rồi chị ha. Đã bán từ lúc mấy giờ sáng chị? Dạ 6 giờ. Dạ 6 giờ tới khoảng mấy giờ là nghỉ ạ? Dạ 9:30. Ở đây là 9:18 Trưng Nhị. Ngày nào cũng bán một món này hay là đổi món chị? Dạ một món này chị. À một món thôi ha. Dạ. Này cả nhà mình coi cái nước dùng. Bây giờ mình coi trụng thở một chút rồi giờ thì ở đây mấy chị rất là dễ thương luôn á cả nhà. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái con hẻm nhỏ ở đây. Đây góc chợ nha nhỏ. Ôi, còn mấy trò mua con. Dạ không mua cô à. Em làm YouTube Thi Su Chu Du. Dạ đúng rồi. Chị có văn dù đây. Không, chị ấy văn dù nó tối thui luôn á, chị quay. Dạ thôi chị cứ làm đi, không sao đâu, để em quay bên này. Sao bữa nay em bán cái tay ớt á. À dạ. Chợ này mấy giờ là tan hả chị ha? Chợ này là mấy giờ là tan? Cỡ 9 giờ, 10 giờ. Dạ. 10 giờ là tan chợ. Bữa nào mà ớt lắm 11.
bây giờ mình sẽ đi vào trong cái hẻm này nha cả nhà mình nha. Nãy giờ đứng ở phía trước chợ để cả nhà mình nhìn thấy. Hôm bữa trước là Tisu có kia thơ chuyện cùng cô chú anh chị các bạn ngay cái góc nhà này. Ngày xưa là cái hầm hộ ha, cái hầm chứa nước, rồi sau này là qua nhiều năm thì nhà cửa được xây dựng lên, và ngay phía trước này là có một cái cầu nữa. Thì đó là những cái ký ức của ngày trước. Bây giờ thì mình sẽ đi vào phía trong đường hẻm này. Trong cái phường này là phường Đức Nghĩa, khu phố là khu phố 8. Mình sẽ đi vào cái hẻm nhỏ phía trong đường Trung Nguyện này nha. À, bánh hỏi hả? Dạ. Bánh ướt. Cơm này mình bán buổi chiều luôn, bữa trưa luôn phải không cô? Hay là trưa là hàng khác nữa? Trưa là người khác. À, trưa là người khác ha. Bữa sáng là gì bán? Đó, cơm trứng vịt, hột vịt, mắm chân, dạ. Với đậu, rau muống xào ha. Bình dân ở đây thì giá bình dân thôi. Dạ, con cảm ơn dì nha. Đó là trứng chiên. Dạ, trứng chiên này ở phía trong là có gì, hành tây đúng không gì? Hành tây. Dạ. Bún. Hành tây, bún bún tàu đó hả? À, nên là nhìn cái miếng trứng là hấp dẫn chưa cả nhà mình. Ai mà thích ăn cơm sườn nướng trứng đời thịt kho hột vịt kho, mắm chân là mình cứ lại đây mình mua ủng hộ cho dì nha, ở số ngay cái góc hẻm 100 Trưng Nghị đó. Đó, bán rất là bình dân, giá rẻ thôi. Sườn nướng này cả nhà, nhìn miếng sườn đã hấp dẫn không? Này là hộp chắc chừng 20.000 thôi vậy ha. Giá rẻ. Đây cả nhà mình thấy là mắm chân. Bán con hộp đi, quả sả. Quại sả bán một hộp đây. Đừng quả mắm nha quại. Quại bán đây bao nhiêu năm rồi ạ? Chắc lâu rồi hả? Lâu rồi, cũng 2 năm rồi. Dạ. Hồi trước giờ quại cũng ngồi đây vậy đó hả? Không. Rồi hồi trước cái chỗ này là đường phố xá rồi nó cũng như thế này hay nó có cái gì khác biệt lắm không ạ? Cũng vậy. Dạ. Đường cũng nhỏ nhỏ vậy hả? Mức sống bà con mình mỗi năm nó cũng cỡ giống như mình bán ha. Hồi xưa vậy bán cái lần đầu tiên cái hộp cơm giá nó là bao nhiêu vậy? Hồ mới bán á là. Dạ. 15. 15 ngàn. Bây giờ là hộp gì là 20. Đây, 20 dạ, 20.000 hấp dẫn không? Dạ, con cảm ơn dì. Đó, cả nhà mình thấy ha, ai thích ăn thêm mắm chân thì mình sẽ thưởng thức thêm. Hấp cơm nữa kìa, quay. 500 mấy hả? Ủa, ở đây đặt gì đi rồi, hồi quay lại lấy hả? Dạ. Trời ơi, nãy giờ 3 hộp luôn. Bán khách hàng quá ta. Dạ, bán vậy là mừng ha dì ha. Mình bán túc tắc rồi. Buổi sáng đây hả, rồi trưa dì về dì nấu đồ ăn tiếp hả? Đâu, trưa là người khác bán là cháo. À. Cháo, nó bán cái hàng hấp dẫn lắm. Dạ. Nó bán cách bay của dì luôn. Đúng rồi, con có ăn một lần. À, dạ. Bạn thấy chỉ bệnh đó thì chỉ nghỉ. Dạ. Con cảm ơn dì nha, chúc dì sức khỏe, bán được nhiều hàng mà hết sớm nè, về nghỉ ngơi sớm, ngày nào cũng vậy hết. Dạ, bây giờ thì mình sẽ đi vào trong cái hẻm nho nhỏ ở phía trong này, cả nhà mình đi thẳng, nó sẽ cặp ra bờ sông á. Bán hàng cóc kẽn nè. Cái này giống như nhớ lại cái kỷ niệm ngày xưa của mình đó. Hồi xưa mấy cái hàng cóc kẽn cũng nhỏ nhỏ vậy thôi. Mỗi lần mà có tiền mà ra được mua những cái hàng cóc kẽn
hơn ngày xưa rất là nhiều. Hồi xưa thì không có mấy cái su su, rồi không có thạch, rồi không có xì lách như vậy, mà chỉ có kẹo ú hoặc là những cái món gì đó nhỏ nhỏ xinh xinh thôi. À, bây giờ tìm kẹo ú thì tìm không ra, như cả nhà mình kẹo kéo thì có thể là có, chứ kẹo ú thì không có rồi đó. Ở đây có một cây vạn thì phải, xóm xóm Tân Bình, phường Đức Nghĩa, xóm Tân Bình. Phim Kiếm Hiệp. Ở bên này thì một cái hẻm nhỏ nhỏ. Có gì chấm trên đỏ. Ngon mà rẻ. Chào con. Bây giờ thì chị Su cùng với cả nhà mình sẽ đi tiếp tục ha. Hôm trước ở ngay góc này thì Xu nhớ là có một cô cũng ngồi cô bán cháo, đây đông lắm mà hôm hay là phía trên vậy đó. Cả nhà mình thấy là hẻm ở đây là hẻm nhỏ vậy thôi, hẻm không có lớn. Đi sâu vô trong đó. Cái hẻm này nó còn đỡ hơn cái bờ sông bên này, đỡ hơn cái bờ sông bên kia. Bờ sông bên kia mà cả nhà mình đi là không có chạy xe máy được đâu, để xe quay đầu hai chiều cũng không được, chỉ có một cái hẻm nhỏ bằng một cái chiếc xe đi vô thôi. Đây có bạn cá nè. Đấy, leo xuống rồi. Trong này có hai hàng đồ ăn sáng nè cả nhà. Tuy Sơn không có lại phần quay được kỹ cho cả nhà, tại vì ở đây thì họ đang mở nhạc á, YouTube mà mở nhạc được, có nhạc thì họ lại không có ưu ái cho mình. Đây là mở nhạc rồi cho cả xóm nghe luôn đó cả nhà. Hơi tiếc ha, cho Tuy Sơn thích ở lại gần quay cái này cho cả nhà để cả nhà mình xem. Ây à, cả nhà mình đi vô cái hẻm phía trong này thì càng nhỏ. Thì Su muốn quay kỹ hơn cái gian hàng ở đó cho cô chú anh chị các bạn xem họ bán cái gì, gần sao giá tiền, nhưng mà nhạt quá không quay được.
Ở trong này thì nhạc là nhạc cộng cộng luôn á cả nhà, mình mở nhạc là cả xóm đều nghe, cho nên là mình hơi bị dính nhạc một chút nè. Đây con quay nữa hả? Dạ không quay bác. Dạ ở đây là bán cháo ạ, cháo lòng. Cháo lòng bánh hỏi. Bánh hỏi thì đâu cởi. Bánh hỏi cháo lòng. Bánh hỏi lòng heo chả 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 cá. Đang kia quay đi ngang đây. Ở đây mà mùa nước lên đó, cũng có tấp vô trong mé xong nè, không gì không hả? Hết rồi. Hồi xưa có. Dạ, hồi xưa. Giờ ta làm rộng rãi cầu rồi mở rồi. Dạ. Có nữa. Mấy chục năm giờ là vẫn vậy hả gì? Ừ. Chưa đâu nào ta lấy chùa nào lắm không. Chưa là chưa đổ cái bê tông này. Dạ, hồi xưa chưa đổ thì chắc là nước lên chắc là cũng có vô ha. Dạ. Ở bên kia là nước là nó vô ha. Bên kia cũng không luôn hả? Dạ. Ở bên này vô bên đó vô. Này là bán cho xóm giềng thôi hả ngoại? Đúng không? Đây là bán cho xóm giềng ha. Quán địa phương bán cho xóm giềng. Chặt chém. Bà ngoại ngồi liếc dao để cắt thịt. Dạ. Dạ đúng rồi, con đang quay cái hẻm Trăm Chân Nhị từ đầu hẻm đến cuối hẻm để giới thiệu hãng địa phương, để ví dụ như khách du lịch ta thích đi bộ ta vô ta ăn thì ta biết chỗ ta ăn. Dạ, bình dân giá rẻ. 20.000 thôi á bạn. 20.000. Dạ. Ăn ná thở luôn hả? Ăn ná thở. 1.000 ăn đủ bụng như ná thở. Trời ơi. Con cảm ơn bà nha. Dạ chúc mấy bà sức khỏe. Quay review cho bà cô bây dạ. Giờ có cho tiền cho bà được không? Dạ không. Cái này con quay giới thiệu cho người ta biết thôi chứ đâu có quay cho tiền đâu. Cái sự rồi xe kỳ sao nó vô để nó ăn. Dạ. Con má, chứ. Dạ xe con thì không vô được, chứ có đi bộ vô thôi. Dạ. Mấy nhà tư bản sao có đi bộ được. Cái này đúng. Dạ ti su chu du. Dạ. À con đi nha, con cảm ơn dì. Xong bây giờ mình sẽ ra tiếp tục ở phía ngoài này. Chào bù trà mấy anh chó đây. Hay nhìn đường kìa. Đi chợ hả hoài? Dạ. Đi chợ, dạ. Ở đây là một cái góc nhà sàn này cả nhà. Sàn này thì cũng chân nè. Rồi đó. Thì dưới này có võng nữa này, có con chó nằm nè. Đây. Đây là ra bờ sông đây cô chú anh chị các bạn. Cảnh bờ sông này, ở góc đằng kia là có một cái quán cà phê nhỏ nhỏ, mới là bánh tàu. Mình sẽ đi ra bánh tàu, nhưng mà trước khi xe ra bánh tàu thì Tisu cũng muốn quay lại cái góc nhà sàn ở đây là cô chú anh chị các bạn xem. Đang ngủ hả gì? Có bị sao không? Đây cái Tisu thấy cái nhà đó có hai người thôi. Hai người đang nằm ngủ. Bây giờ mình sẽ đi dọc ra mém sông nè. Đây thì thí dụ như mỗi lần mà đến hồi mà cá lên đó là họ sẽ phơi mấy chỗ này ở đây. Ở đây mém bờ sông. Ô chuồng gà này cả nhà mình. Cái này có chuồng gà nè. Cả nhà mình thấy gì đây không? Ai nè. Không có được nha, chỗ này là không có được làm cái chuyện này nha. Đó, kế bên chuồng gà nè. Xin chào, ăn sáng chưa? Chưa. Bây giờ mua đồ hả? Giỏi ha.
Này là gà. Gà giò. Và đây là dọc bờ sông Cà Ti nè. Ở hướng bên kia là hướng sóng nhà chồ cả nhà, còn ở đây là hướng bên đường Trưng Nhị song song. Bên kia thì cả nhà mình thấy có mấy cái khạp, mấy cái lu muối nè, mắm nè. Đó, ở đây là họ không có dùng nữa thì họ để mém bờ sông như thế này. Rồi, bây giờ thì Tisu cùng với cả nhà mình đã dạo một cái góc nhỏ nhỏ ở đường Trưng Nhị, từ đầu đường hẻm số 100 đi vào trong cuối hẻm, để giới thiệu một vài cái hàng ăn của người dân ở địa phương. Thì bây giờ Tisu xin kính chúc sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và an yên đến với mọi người và mọi nhà. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị các bạn trong những video clip lần sau.